Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh DV Channel. Rất vui được gặp lại các bạn. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ các bạn hai nội dung chính, đó là cách chúng ta bật phụ đề để hiểu được một cái video nước ngoài bất kỳ, và nội dung thứ hai đó là các bạn có thể tải lời hay là sub của cái video đó một cách rất là dễ dàng. Rồi sau đây mình sẽ đi vào chi tiết. Rồi ở đây là một cái video trên kênh YouTube, đây là một video bằng tiếng Anh. Thì để bật được phụ đề thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn sẽ vào cái mục bánh xe cài đặt ở đây. Bình thường là ở cái mục tắt phụ đề. Còn ở đây ví dụ mình muốn bật sang tiếng Anh thì các bạn sẽ bật dòng thứ hai. Đây là ngôn ngữ tự động của video. Thì lúc này chúng ta thấy là video đã hiển thị tiếng Anh phụ đề trên màn hình. Còn trường hợp các bạn muốn chuyển sang một ngôn ngữ khác thì các bạn cũng nhấp vào cái phần bánh xe cài đặt và lúc này xuất hiện cái mục ở đây để chúng ta có thể chọn. Thì các bạn sẽ đi vào cái mục CC phụ đề ở đây. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái dòng thứ ba. Thì khi chọn dòng thứ ba thì các bạn sẽ chọn cái ngôn ngữ mà các bạn muốn dịch sang. Ở đây ví dụ mình muốn chọn tiếng Việt thì các bạn sẽ bấm vào đây. Rồi như vậy là đã bật phụ đề tiếng Việt dịch tự động, thì lập tức được dịch tự động sang tiếng Việt, giúp chúng ta hiểu được video một cách rất là dễ dàng. Và các bạn có thể xem bất kỳ video nào thông qua cái tính năng dịch phụ đề này, khá là hay. Rồi ngoài ra để tắt nhanh thì các bạn chỉ việc bấm vào cái biểu tượng là CC, hai chữ C ở đây, các bạn nhấp vào để chúng ta tắt phụ đề. Rồi nội dung thứ hai đó là các bạn lấy cái sub này, hay là các bạn sẽ lấy phụ đề này, thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn sẽ bấm vào cái mục chia sẻ để các bạn copy cái liên kết của cái video này. Các bạn bấm vào sao chép, sau đó các bạn sẽ đi vào Google. Rồi ở đây các bạn sẽ bấm vào tìm kiếm một cái trang web có tên là Nowsub. Rồi các bạn sẽ bấm vào tải phụ đề. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiến hành dán cái đường link lúc nãy của cái video mà các bạn muốn tải cái phụ đề về. Sau đó các bạn bấm tải về. Thì lúc này xuất hiện chúng ta rất là nhiều phụ đề mà các bạn có thể tải về bằng tự động là bằng tiếng Anh ở đây. Chế độ kiểu file là TXT, SRT. Tiếp theo các bạn có thể tải về ở chế độ mặc định như là tiếng African, rồi Akan, vân vân. Tất cả những thứ tiếng nằm ở đây. Rồi ngoài ra các bạn muốn dịch song ngữ trong cái phụ đề đó có bao gồm song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt chẳng hạn, thì các bạn sẽ chọn là tiếng Anh. Rồi các bạn kéo lên và chúng ta sẽ chọn chẳng hạn là ví dụ là tiếng Việt Việt Nam đi này. Rồi sau đó các bạn tiến hành xuất cái file này. Thì đây là sự lựa chọn phụ đề kép, thì cái file sẽ ra là một dòng mà tiếng Anh, là một dòng mà tiếng Việt, khá là hay để các bạn có thể hiểu được. Rồi sau đó các bạn chỉ việc bấm vào, các bạn có thể tải cái file ở dạng TXT hoặc là SRT, khá là đơn giản. Rồi như vậy là trong video hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn. Hy vọng video hữu ích và mang đến các bạn những giá trị nhất định. Nếu có câu hỏi nào các bạn để lại dưới phần comment. Các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ kênh cũng như để cho mọi người cùng biết. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.